Có cái tật xấu gì không? Nói cho bà bạn kia biết đi. Tật xấu của con là rất là đặc biệt, khác người nhất. Sao? Ngủ thích không thích mặc đồ. Tao hỏi đi. Mày tật xấu gì nữa? Đừng có nói tật xấu. Dạ. Không, mà tại sao ngủ không mặc đồ? Dạ không, không biết nữa. Em thấy nó thoải mái hơn. Thôi con, không nói nữa. Em Nguyễn Văn Linh, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra ở Đắk Lắk. Bây giờ em đang quản lý các đại lý C2 của công ty Cao Su Mina và các doanh nghiệp vận tải. Rồi, ở phiên mình giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Thường. Con chào chú Quyền Linh. Dạ, chào con. Vậy là hiểu rồi ha. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thư. Hiện tại em đang là kế toán cho một công ty quảng cáo digital ở quận 10. Thì em sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi. Sau khi mà ra trường đi làm, em vào Sài Gòn lập nghiệp. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 24 ạ. 24 tuổi, chà, cũng giỏi quá ha. Cát Tường là kêu chú Linh bằng em á con. Dạ con không biết nữa chú ơi, ba mẹ con dặn là vậy chú. Ba mẹ dặn là kêu chị Cát Tường bằng chị, kêu chú Linh bằng chú. Dạ. Cũng được, không sao. Có người kêu chú bằng bác đó con. Cho chị gửi lời thăm cảm ơn ba mẹ em nha. Dạ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu, những điểm mạnh, điểm yếu. Em biết cái gì cũng một ít hết, nấu ăn một ít, biết kiếm tiền một ít, biết ăn chơi một ít. Biết ăn chơi. Ăn chơi là sao? Ví dụ như đi ăn với bạn bè thì cũng phải đi ăn tốt cho bao tử của mình mà chị. Rồi chơi thì xả láng lắm chị. Bạn bè mà có dịp hội nghị gì đó là buộc đi chơi, không cần quan tâm tới gì hết, miễn là đi chơi thôi. Nói chung là chơi hết mình, làm hết sức ha. Dạ. Thì khuyết điểm được. Khuyết điểm của em là nói nhanh, nóng tính và em không kiềm chế được cảm xúc của em. Bây giờ con có thể nói chậm chậm cho chú bên đây nghe không con? Bây giờ chú muốn con nói cái gì nè? Muốn tìm một người yêu như thế nào là lý tưởng? Dạ, người yêu lý tưởng là con mong muốn được 90% của ba con. Ba con là sao? Ai biết là sao? Ba con là một người đàn ông của gia đình, biết chăm lo, biết suy nghĩ và lo làm ăn. Tính tình thì hiền lành và đặc biệt một cái là rất là thương con. Rồi, vậy bạn trai giới thiệu về cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn trai đi. Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn. Được, cái này tốt nè. Rồi em biết quan tâm chăm sóc gia đình. Quá tốt. Với biết lo cho sức khỏe của mình nữa. Đúng rồi, phải lo sức khỏe mình có sức khỏe mình lo cho nhiều người khác. Dạ. Gì nữa? Biết chơi một số môn thể thao, ví dụ như đá banh. Khuyết điểm là cái gì? Khuyết điểm thì chắc có lẽ là cũng hơi nóng tính, nhậu hơi nhiều. Bớt đi ha, nhậu. Còn bây giờ bớt lại rồi. Em muốn tìm người bạn gái thế nào? Nói chung là biết nấu ăn, quan tâm chăm sóc gia đình, biết yêu thương mọi người xung quanh. Cũng có 90% giống mẹ em xíu. Trời ơi, vậy. Một bên là lấy người, thường là ba, bên người là mẹ ha. Thôi, lý do hôm nay các bạn đến đây là các bạn đang ế, mà tôi không tin điều đó. Bởi vì với một cái người đẹp trai này, một cái người mà cũng là quản lý, cũng có tài ha. Tại sao lại ế? Là do cái môi trường làm việc của em chỉ toàn con trai không à, với những người lớn tuổi. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ ba rồi. Nhưng mà mối tình nói chung cũng không có đậm sâu cho lắm. Mình thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình à? Dạ chính thức thì có một, còn có tìm hiểu cũng một. Mình chia tay bao lâu rồi bạn? Chia tay chính thức là gần 4 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ thì bạn ấy bị một vấn đề tai nạn. Chia buồn với em thôi, chuyện cũ rồi ha. Dạ. Mình đã sẵn sàng mọi thứ để mà tiến tới hôn nhân chưa? Em thì tiến tới hôn nhân thì khoảng 2 năm nữa, bởi vì em cũng muốn phụ giúp ba mẹ của em về một số vấn đề ạ. Okay, như vậy được rồi. Về ngoại hình bạn mong muốn người bạn trai mình là người như thế nào? Dạ không là hóa chị hả? À. Không hóa không thôi, cao 1m6 trở lên ngứa ngứa luôn, mù nhột nhột. Dạ chào chị Cát Tường. Không có hói. Có hôi. Bụng bự không chị? Không. 60 á chị? Đâu dở anh coi. Thôi kỳ lắm. Đồng ý. Nguy đi tắm biển thôi. Cát Tường khoái 60 không? 4 múi thôi. Ở cái nghe nè, gửi ra gửi thôi. Đang nói nghe nè, có hôi không? Không. Ngày tắm mấy lần? Ba lần. Xạo, làm gì ngày tắm 3 lần? Tắm thì, lần 2 lần thôi chứ. Thì sáng tắm đi làm, trưa về nóng quá tắm, tối tắm đi nghỉ, 3 lần. Có tập thể thao gì không? Có, em tập thể thao thì đều đặn. Có sức khỏe không? Khỏe. Hỏi đàng hoàng, nghiêm dạ, túc. Dạ khỏe, khỏe. Đã được mấy cái? Khoảng được 30 cái. Thử rồi, 20 thôi. Ba đây luôn đó chị. Ừ. Giờ muốn có bạn gái không? Thì có chứ. Làm đi. Thử 15 cái được không chị, thì áo nó chật. Anh mà hít được 50 đó cho em biết. Có ăn người lên 50 ngày á. Ngàn cái á. Rồi làm đi. 10 cái đó chị ơi. Rồi trả giá hoài. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 phải nè, 12 13 14 15 nữa hả? 16 17 18 19
20. Rồi, khuyến mãi chị cái. Khuyến mãi chị chi trời. Tôi đâu cần khuyến mãi. Được rồi. Chân thật, nói được làm được. Thôi đi không phải đi, rối luôn. Sao chị? Dễ thương. Mẹ lắm. Ghê lắm. Con chào chú ạ. Chào con. Dạ, chú dễ thương. Khỏe không? Dạ con khỏe ạ. Trời ơi, con gái dễ thương quá ta. Dạ, chú ơi. Có một ruồi nó dễ thương. Con có tật xấu gì không? Nói cho bà bạn kia biết đi. Tật xấu của con là rất là đặc biệt, khác người nhất. Sao? Ngủ thích không thích mặc đồ. Thôi khỏi đi. Tật xấu gì nữa không? Đừng có nói tật xấu. Dạ, tật xấu nữa là con hay bị say xe. Với lại đi là chuyên gia bẹt lạc đường. Mỗi lần mà đi lạc đường ước gì mình có người yêu là taxi. Không biết rõ đường, khỏi chỉ cho mình khỏi bị lạc. Không mà tại sao ngủ mặc đồ? Dạ không, không biết nữa, em thấy nó thoải mái hơn. Thôi con, không nói nữa, giờ con có đi với ai không? Dạ con đi với là hai chị đồng nghiệp ạ. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Thì em làm chung với Thư. Thư rất là nhiệt tình, làm việc rất là nhiệt huyết, quậy hết sức và chơi hết mình. Thì đó là một điểm rất là hay và rất là thú vị ở Thư. Và Thư sống rất là chân thật. Thì em thấy là ở cái thế giới nhiễu nhương này mà có một người mà chân thật như Thư là một điều rất là đáng quý. Và đó là... Nhưng mà bi quan tới thế giới nhiễu nhương của em. Đâu có mất dữ vậy? Một vài phần tử thôi. Còn về đánh giá của em về anh trai thì... Anh trai rất là thật tình. Rồi, cảm ơn bạn. Em, có đi với người nhà nào ai theo ủng hộ không cưng? À, có chị, bạn của em. Chào chị Linh, chào... cứng lên, cứng lên. Quýu, cứng lên. Chào chị Cẩm Ly, chào chị. Cẩm Ly ở đâu? Quýu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Bình tĩnh chưa, bình tĩnh chưa? Rồi, mình nhận xét về cô bạn gái này coi. Nói chung là bạn gái thì là xinh. Tính tình thì nãy giờ Linh tự nghe rồi nên thôi tự đánh giá. Còn bạn trai của bạn thì Linh thì nói chung là rất biết quan tâm tới gia đình. Như tụi em là con trai mà thì thường là rất là vô tâm. Riêng Linh thì trong một nhóm bạn thì có Linh là quan tâm tới phụ huynh của mọi người nhất. Rất là quan tâm. À, cảm ơn bạn. Mình sẽ có 2 phút để gặp mặt nha. Điểm mạnh điểm yếu rồi nghe hết rồi ha. Rồi. Giờ mình trò chuyện trực tiếp với nhau. Kéo màn lên. Anh có chút quà bé nhỏ tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Chào em. Dạ, em chào anh. Anh thấy em thế nào ạ? Anh thấy em rất chi là tâm sự, rất chi chân tình. Công việc của anh thời gian như thế nào anh ha? Nói chung lúc nào em cần lạnh, lúc đó anh lạnh. À, kiểu này được rồi. Bởi vì công việc của em thì em làm về rất là trễ. Quẩn lắm ha, không có việc làm. Dạ. Quẩn lắm ha. Không, công việc của em nó dễ vậy. Anh nghĩ như thế nào về một gia đình? Thì một gia đình thì gồm ba mẹ và các con thôi. Tỷ lệ nhậu của anh hiện tại là như thế nào trong một tuần anh? Không, bây giờ anh... Tại vì bây giờ công việc của anh đã ổn định nên nhậu cũng ít lại rồi. Ok, cho nhậu đi em, nhậu về hết đất là vẫn khỏe, không sao đâu. Thì dự định kết hôn của anh là khi nào anh hả? Khoảng bao nhiêu năm nữa? Chắc cũng 1 năm đến 2 năm rồi. Dạ, ví dụ như khi kết hôn thì con gái là phải làm dâu. Dạ, thì làm dâu như thế, muốn nhận Tết đó, em muốn về nhà em thì không biết là như thế có được không anh à? Thì là có thể làm dâu thu xếp thì... để về nhà. Cái đó thì sắp xếp thôi em. Dạ, bởi vì nhà em có một mình em con gái nên em cũng muốn Tết, cũng muốn sum họp với gia đình. Con gái nói vậy đó, chứ bốt về lấy chồng rồi chồng nói gì nghe hết à. Trời, tâm lý tôi biết mà, dạy trai quá. Không sao chị ơi, em muốn trai dạy em thôi à. Có đâu, nói vậy thôi, mạnh miệng ta chưa lấy chồng. Nói chung là anh rất vui khi được gặp em. Và anh hy vọng thì mối quan hệ của mình sẽ tốt hơn. Dạ thì em cũng vậy, em cũng rất vui gặp anh. Thì thời gian ở đây thì nó có cái dung lượng của nó thôi. Nên là nếu mà có cơ hội cho nhau thời gian tìm hiểu hay gì đó thì để biết rõ nhau hơn, có thể là sẽ phát hiện ra những cái điểm mạnh điểm yếu của nhau hơn. Rồi. Chị cũng rất vui được gặp hai em ở đây. Dạ. Chị không biết mức độ thì chặt chém sau ngày càng nhiều quá. Rồi. Bị quýnh quá. Em để tay vô nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyết định xem có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2. Ủa em ấn cứng ngắc rồi sao, nó gì vậy? 3. Cái này nó bị ấn nhiều quá sao anh ơi. Rồi. Có thể nắm tay em được không? Ai cho nắm tay vậy? Em nắm trước. Ở đây thường thường là yêu cầu nắm tay mới nắm tay.
Vậy hả chị? Ai đâu nắm lại. Rồi các em nắm tay nhau. Rồi cảm ơn chị. À, các em hôn nhau. Hôn qua đi chị. Trời ơi bèo. Nãy giờ chị nể em lắm mà em làm vậy là chị thấy không được rồi. Em có giỏ đó anh ơi. Sao? Tôi lĩnh đàn ông đâu. Thôi cho anh hôn cái má. Em có giỏ đó anh ơi. Đó. Giao phải luôn. Rồi. Đó, khỏe rồi đó. Mình không thích điều gì đàn ông? Dạ là hút thuốc. Có hút thuốc không? Không có hút thuốc. Rồi. Nhậu nhưng mà cũng đừng có nhậu nhiều quá, kiểu như là nhậu xã giao thôi. Ừ, có nhậu không? Cũng có nhậu một ít. Con tên là Nguyễn Trường An. Nguyễn Trường An. Anh năm 94, 27 tuổi. Cũng 27 ha. Trường An làm gì? Con nhân viên may mặc ở nhà. May hả? Dạ. May gì? May công quần áo cho các công ty á. À quần áo á. Dạ. Công nghiệp á ha. Dạ, công nghiệp. Ở may đâu? Ở đâu An? Con may ở bà gì bà làm. Mà ở đâu? Mà Bình Chánh. Bình Chánh hả? Dạ. Rồi quê mình ở đâu? Cũng Bình Chánh luôn. À Bình Chánh luôn. Dạ. Bên nhà gái mình giới thiệu một chút xíu về bản thân nào. Dạ con tên là Lê Thùy Trinh. Thùy Trinh. Dạ năm nay con 25 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con làm ngành gì? Dạ con là nhân viên bán thuốc. Nhân viên bán thuốc dược, bên dược sĩ đúng dạ. không? À, mình có ưu khuyết điểm gì hả An? Con biết mai giá thiêu. Mai giá thiêu thùa. Rồi gì nữa? Con đi tập thể hình đó. Hả? Con đi tập thể hình đó. Tập thể hình luôn hả? Dạ. Rồi làm gì nữa? Thì biết làm nấu ăn. Nữa. Nấu ăn nữa? Dạ. Nấu được món gì ngon? Thì mua món gì làm món đó. Muốn món gì ăn món đó ha. Dạ. Có khuyết điểm gì không An? Hay nóng tính, đừng cầm rầm nhiều quá. Con mà nóng tính luôn hả? Dạ. Thấy hiền quá mà. Dạ. Nóng con làm gì nè, nóng nhất con làm gì? Thì nóng quá chắc thì nói nhiều quá thì chắc con bỏ đi chỗ khác. Chắc cố. Vậy không sao, nóng bỏ đi là không sao, sợ nóng đập đồ này kia thì mệt lắm. Nè. Đó là con. Bên đàn trai, con ừ. đàn gái. Con sao nè, con ưu khuyết điểm sao nè? Dạ ưu điểm thì con cũng không có được nhiều. Thường thì gia đình với lại bạn bè hay nhận xét con là vui vẻ, thẳng thắn, yêu biết rõ ràng thôi. Ừ. Còn nhược điểm của con? Dạ là nhõng nhẽo, ít nói, tính tình thì rất là con nít. Thôi vậy thôi. Dạ hết. Ừ hết rồi, cô cũng nghĩ là hết rồi ha. Rồi đường tình duyên sao, kể nghe chơi cái nè. Dạ con chưa có mối tình nào. Con chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết luôn. Dạ. Ừ. Chưa có đơn phương ai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ. Lý do tại sao vậy, con xinh xắn như vậy, tại sao con khó quá hay sao, hay là con kén chọn kỹ? Dạ không, tại cũng một phần là do tính con ít nói, với lại cũng không có kiểu như là chưa có nói hết được những cái gì mình suy nghĩ á. Với lại con cũng hơi tự ti về bản thân. Con tự ti cái gì? Con nghĩ là con tự ti cái gì về bản thân mình? Dạ là con cũng về tới mái tóc, nhiều khi con cũng không được giống như những người bạn khác. Ủa? Cái mái tóc thì nếu mà mình không thích ngắn thì mình để nó dài ra thôi chứ. Dạ tại con để tóc dài cũng được. Nhưng mà con có biết cái mái tóc ngắn này của con nó rất hợp với khuôn mặt của con không? Rồi có thương thầm ai chưa? Có rung động, có xao xuyến với ai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Coi phim ảnh có thích diễn viên Hàn Quốc nào không, hay là diễn viên Mỹ nào không? Dạ có. Ai? Phúc Trác Minh. Hả? Cái chú đóng Logan á. Logan người sói á. Làm gì có mà Việt Nam luôn Logan. Rồi trời đất, ai vậy, con thích như vậy đó hả? Thì cô qua cô coi thử bên kia nha, coi có cái nét nào giống chú đó không. Người sói của tôi đâu. Con chào cô Hồng Trân. Hiền khô à, đâu có miếng sói nào đâu ha. Có mấy mối tình rồi kể với cô Hồng Dân nghe đi. Con cũng chưa có mối tình nào hết. Con chưa có mối tình nào luôn. Dạ. Vậy đó hả? Lý dạ. do tại sao vậy? Thì công việc con turbo quá, con không có đi tìm hiểu được ai hết. Vậy đó hả? Dạ. Lo mai giá thiêu thùa suốt ngày mà. thì phụ cho cô mà. Ừ. Hàng xuất khẩu mà tới mùa một cái là khỏi ngủ luôn, chứ đừng nói là đi rồi. Chơi đúng không? Dạ. Để... Cái mẫu người mà con muốn là như thế nào? Hiền là được rồi. Hiền là được hả? Dạ. Thôi ôi, coi nhà gái tôi nó dễ thương như nhà thế này mà hiền. Nó mặc cảm về cái mái tóc nữa. Coi cái mái tóc như vậy mà nó mặc cảm là sao trời. Đâu có đâu, đẹp mà. Trời đất có ơi. Có gì mặc cảm đâu. Không mắt cứ... con rất là đẹp luôn. Đặc trưng như thế mà. Con là lạ đó, nghĩa là độc lạ luôn. Cái đó cô nói nghiêm túc. Rồi bây giờ là con thích một cái người chồng lý tưởng như thế nào? Đầu tiên là quan trọng nhất là phải chung thủy. Chung thủy. Dạ. Biết có trách nhiệm với gia đình. Có trách nhiệm. Dạ. Chung thủy không? Có. Trách nhiệm không? Có trách nhiệm chứ. Trách nhiệm luôn ha. Thì... Thiệt thì... luôn rồi. Đó, khỏe rồi đó. Mình không thích điều gì đàn ông? Dạ là hút thuốc. Có hút thuốc không? Không, con hút thuốc. Rồi.
nhậu nhưng mà cũng đừng có nhậu nhiều quá, kiểu như là nhậu xã giao thôi. Có nhậu không? cũng có nhậu một ít. Xã giao thôi ha. Dạ. Được chưa? Dạ được rồi. Được rồi ha. Vậy tính tình thì kia được rồi đó ha. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và dì. À có mẹ có dì. Mừng quá. Chào chị Hồng Vân, chào anh Kinh Lân, chào tất cả mọi người. Tôi là mẹ của Thị Trân. Thì như cháu cũng chia sẻ thì đúng là cháu thì nhát lắm. Từ khi cháu đi làm giờ thì cũng đỡ hơn chút đó, mới được nói được như vậy. Ở nhà thì cháu sống rất tình cảm, chỉ có cái điều là cũng nhõng nhẽo dành luôn cả phần của em nữa. Còn thấy... về bên bạn trai này thì mẹ thấy bạn trai hiền, chất phác. Cái đó là ý kiến của mẹ thôi, còn tất cả chút nữa gặp nhau thì tùy thuộc vào con nha. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhà gái. Trai đi với ai? Con đi với mẹ. À, có mẹ nữa mẹ hả? Mẹ luôn. Rồi, hai bà mẹ đưa con đi gặp gỡ bạn ngày đầu tiên ha. Bạn mới hẹn hò. Cưng ghê. Chào cô em Vân với anh Quyền Linh. Thôi mẹ, thấy con rể tương lai, Yếu Quỳnh con dâu tương lai được không? Dạ, em thấy gì cũng được đó. Mà thì tùy hai đứa nó thôi chứ em không biết. Thì nó quen thì sao thì em theo ý kiến của nó. Có nghĩa là con đặt đâu là mẹ ngồi đó đúng không? Tại vì cái thằng này thì nói chung nó cũng hiền lắm. Nó lo làm không mà nó mới chơi bời với ai hết á. Bởi vậy bây giờ hai mấy tuổi rồi mà chưa có mối tình nào hết trơn á. Giờ nè, sẵn đây có bài xui tương lai đó. Bà ngồi kia nói với bà mấy câu đi. Nói thôi sẵn đây nếu tụi nó hợp thì chị cho hai bên quen nhau rồi mình tính sao đó. Thì giờ ví dụ nếu chị đồng ý á thì cho hai đứa nó quen tìm hiểu đi. Thì trong ví dụ 1 năm 2 năm gì đó thì cưới cũng được. Rồi hai người đứng nhau đối mặt nhau nói rồi chào chị xui tương lai đi. Chào chị. Rồi đó. Nãy giờ thì tôi cũng nói rồi thì dạ. Thấy cháu thật hiền. Dạ. Thật thà. Dạ. Nên là nếu được thì chúng nó cho nhau cái cơ hội để tìm dạ. hiểu. Dạ. Rồi còn mọi chuyện thì để đúng tụi rồi. Nó tự quyết. Dạ. Dạ. Đúng rồi, em cũng nghĩ như chị vậy thôi. Kệ nó đi, giờ kệ nó, con nó ấy thì mình phải lo cho nó chứ sao, giờ nó cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn hai bà mẹ. Thôi mở rào đi. Mở rào. Cho hai trẻ nó gặp đi. Mở rào. Rồi bắt đầu đi An. Tặng ông hoa. Đứng hình. Tặng ông hoa. Đứng hình luôn rồi, ông đứng hình luôn. anh có món quà với một cái áo sơ mi mới mai hay tối hôm qua. Dạ em cảm ơn. Anh có. Em có thích cái bông nào anh nên kết đây luôn cho em. Rồi dạ. Cái con mở cái áo rồi. Con mở ra coi nào. Quá. Sơ mi trắng. Con có thích mặc sơ mi không dạ? Đây. Dạ cũng thích hả? À. Thích đúng không? Dạ. Tại cô thấy con đi giày chắc con thích mặc sơ mi. Hoa gì vậy? Con thích màu gì? Màu này. Con thích màu hồng dạ. Phải không? Bạn trai làm luôn hả? Dạ. Kết luôn hả? Rồi dạ. Có luôn. Tàu có kim chỉ chưa? Có chứ. Chuẩn bị luôn trời. Có chuẩn bị. Có chuẩn bị luôn hả? Có. Trời ơi. Xe chỉ mấy kim em lùa. Không thấy cái mối luôn. Không thấy mối luôn hả? Rối rồi. Bị rối rồi. Rối rồi. Thời buổi này mà con trai còn gọi là xỏ kim nữa. Lâu lắm tôi mới thấy hình ảnh này luôn á. Trời. Thấy không? Trời nó xỏ cái vô luôn à. Vậy cái rồi cái nên người ta nói trời mày con trai giống con gái vậy. Ngồi vậy, thiêu từ con ngựa vậy đó. Đi làm về cái tối rồi ổng ổng làm mình ổng rồi. Hình ảnh rất đẹp đó ha. Mình gắn ở đâu người nè? Vợ ngồi coi người đàn ông xe chỉ luồn kim giá áo. Chắc cũng 30 năm tôi chưa đụng tới cái kim chỉ. Là mới may tối hôm qua luôn hả con? Dạ. Con mới may tối. Con canh cái size đúng không ta? Con may từ 55 tới 60 ký. Ok. Tối cứ vợ ngồi coi tivi chồng mai giá. Rồi, được rồi. Tạm vậy đi. Đó, thử xỏ hai cái tay vô coi. Đó, để sơ sơ xem nào. Nó dài thử ơi, nó vừa dặn y luôn. Ôi. Làm như nằm mơ thấy hình dạng đo sao. Trời ơi. Em ơi, đàn ông này hơi hiếm á. Ok. Không có dễ tìm đâu nha. Con mở ra đi con. Con làm bạn gái tặng con cái gì? Cảm ơn. À, làm bên ngành dược á, đó là nằm trong thông điệp 5K nó đứng hàng đầu. Dạ. Dạ. Còn với lại một cái là thuốc khỏe tăng cường sức khỏe. Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Là thuốc bổ hay gì con? Là gì vậy? Dạ thuốc bổ. Ồ. À thuốc bổ rồi đem về tặng mẹ con.
Em thấy anh sao? Em thấy anh hiền, thật thà, dễ thương. Dễ thương đúng không? Em có bao giờ mà em thấy có một người đàn ông mà may gọi là trước mặt mình rồi khoác áo vô cho mình, có chưa? Dạ chưa. Cảm chưa. Giác ngày hôm nay con thấy sao? Nó sao sao, nó không giống như bình thường. Đúng rồi, nó có một chút thay đổi rồi đúng không? Em trai cảm giác bạn gái thế nào? Chinh thì không ăn hiện. Em thích hôn nhân này thế nào? Mấy năm nữa được tiến tới hôn nhân? Nếu được thì chắc cỡ 5 năm nữa. 5 năm nữa hả? Lâu vậy? Lâu lắm. 30 tuổi lấy là trễ rồi con. Thì khi mà công ăn việc làm ổn định đi rồi tiền thì mình tới bước đó mình tính tiếp. Với lại lúc đó là nếu như mà có tình cảm nhiều thì mình sẽ tiến tới. Anh cũng nghĩ là vậy. Chừng nào có tình cảm mà sâu đậm với nhau là tiến tới hơn nhau. Dạ. Hợp hơn. Lại hát cho bạn nghe bài đi. Anh hát đã. Trên đường đi về, tình cờ tôi gặp em, người con gái trên lầu cao, trên giàn bông tím 10 giờ. Qua 10 giờ nở, tới rực rỡ coi nguồn, thân sau lao vút vào tôi, nắng níu hồng hoang, có xanh leo kính sao. Tôi mới biết yêu lần đầu, 10 giờ đã nói em tôi. Mình có hát lại đáp lại không con? Xa là sẽ nhớ ngay, xa là khoe mất cây, xa là chỉ thấy em anh cười đôi mắt lim dim. Xa là em sẽ tìm, sẽ nhìn anh chơi dù ngày hay đêm. Dạ hết rồi, hết nhớ rồi. Về hát thì hai đứa nó chung hệ đó. Anh trai đứng lại nắm tay hai bạn gái, tay bạn gái đứng lên. Rồi đó, nhìn vào mắt bạn gái, mong muốn điều gì đó, nói cho bạn gái biết mình đang suy nghĩ gì, trái tim mình ra sao. Em, anh đứng đây em hồi hộp. Em cũng vậy, em muốn cũng rút. Em cũng vậy, em muốn cũng rút. Chúc hồi mình cho nhau một cơ hội đi, rồi có gì mình tìm hiểu nhau, mình không mình đến tới hôn nhân. Dạ. Rồi. Thủ thôi. Thủy xong rồi đó. Về chỗ đi nào. Bây giờ đã lúc chúng ta đưa ra quyết định bằng nút bấm. Một nè, hai nè, ba nè. Chưa kịp gì là hai đứa nó bấm rồi luôn nè. Nắm tay nhau đi. Con đứng đây. Chính thức là mình hẹn hò với nhau rồi đó. Và bây giờ con xin phép bác cho con hôn bạn Trinh miếng. Nhanh đi. Xin phép bác cho con hôn bạn Trinh. Đó, ở gò má thôi nghe. Đó. Hết của ta lắng dần. Chưa chi mà làm thơ cả đàn em không nhỏ rồi. Rồi tâm sự đi hai bạn. À, anh thấy em sao? Rất là dễ thương luôn. Mình học bao nhiêu năm nữa mình xong? À, em học là 1.5 năm. Có nghĩa là mình học còn... 5 năm à? Không, em chỉ học là học học hệ ngoài đại học thôi. Mình vào đây mình sinh sống với ai? Mình ở với ai? Hay là mình ở... Ở một mình ạ. Mình ở đó, mình nhà mình á, ấy là nhà mình ở quê á, có gần bến xe hay ga tàu hay là sân bay gì không? Nhà con biển. Tất nhiên là biển rồi, Nha Trang là biển rồi. Ấy là cái phương tiện đi lại nó có tiện cho mình không? Dạ có, còn xe nằm ở trên đường quốc lộ 1. À dạ. Nhà mình đông anh em không? Dạ, em có 2 anh. À, có nghĩa là 3 người mình đủ. Mình. Dạ đúng rồi. Mình là ai? Mình là ai? Ai là mình? Dạ, hỏi tiếp đi. Ví dụ như em có thoải mái khi mà anh có việc anh phải đi làm đêm hay là thì ăn nhậu với bạn bè không? Dạ không, em cái đó em thoải mái lắm, ăn nhậu thì càng tốt, em cũng nhậu được mà. Dạ thì hai, cùng hai đứa cùng nhậu cũng được. Dạ đúng, em đang định nói. Nếu mỗi lần hai đứa giận nhau thì làm gì? Tất nhiên là hai người giận nhau thì phải có một người xuống nước trước anh. Dạ, em cũng quan điểm thì đó rõ ràng lắm. Ví dụ em như là anh. Ví dụ như giới thiệu về mình đi em gái. À, chào anh Huyền Linh ạ, em chào chị Cát Tường. Chào mọi người ạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, năm nay em 24 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang làm quản lý nhà hàng và bên cạnh đó là học thiết kế đồ họa. Trang quê ở đâu? Em quê ở Khánh Hòa. Quê Khánh Hòa, vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây hơn 2 tháng. Mới 2 tháng à? Ồ rồi, Khánh Hòa ha. Trang từ Khánh Hòa vào mới 2 tháng thôi. Trang mới có 2 tuổi hả Trang? Dạ em 20 tuổi hả? 24 tuổi anh. 24 Trang đến từ Nha Trang. Rồi em giới thiệu em đi em. Chào anh Quyền Linh.
chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tự giới thiệu, em là Đồng Thanh Nghĩa, sinh ra tại Quảng Nam và hiện làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em tên Nghĩa hả? Bên kia tên Trang. Hai cái tên em nghe cũng hơi buồn anh. Thôi mình nói Trang Nghĩa đi nha. Xin chào Trang Nghĩa. Rồi Nghĩa làm công việc gì? Dạ em làm bên quản lý chất lượng của một công ty bê tông thương phẩm chị. Em ở quận mấy vậy Nghĩa? Em ở Nhà Bè nhưng mà giáp với quận 8 anh. Rồi được rồi, rồi. Trang. Bạn Trang, bây giờ mình bắt đầu từ Trang trước hết nha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của đừng em bắt đầu là gì từ Trang? Nghĩa điểm mạnh của em thì em khá là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác, biết nấu ăn ngon, có thể nấu được tất cả các món. Em biết làm các đồ handmade. Và hát được, vẽ được. Vậy là tốt rồi, còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu thì như em không có điểm yếu. Không có điểm yếu gì luôn hả? Hay quá. Thôi điểm yếu để ta tìm hiểu đi ha. Thôi bạn Nghĩa, bên kia không có điểm yếu gì, bạn có điểm yếu gì không? Dạ em chủ yếu là ưu điểm thôi anh. Dạ ưu điểm của em cũng rất là nhiều. Ví dụ như hát được, làm thơ được, nấu ăn được. Dạ. Thôi hát bài cho nó vui lên coi nào. Để nghe buồn quá. Nào hát vui lên cái bài gì? Dạ em xin hát một đoạn. Rồi dạ. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em ưa cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Người ở miền Trung không ngại mưa ngại gió. Người ở miền Trung em về em sẽ thương. Bài cũng hơi buồn ha. Trang có bài nào vui vui không Trang? Dạ em hình như cũng bài buồn như vậy. Buồn luôn hả? Thôi cái gì nó vui đi, buồn chán lắm. Thôi bây giờ mình nói qua tình trường đi. Tình trường sao em? Dạ em có 3 mối tình. 3 mối tình? Dạ. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Gần đây thì hơn 1 năm. Hơn 1 năm? Dạ. Quen được bao lâu? Em quen hơn 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ là anh ấy đi công tác chỗ khác xong rồi xả lòng người khác thôi. Vậy là gặp ngay người đàn ông không chung thủy rồi đúng không? Dạ. Bây giờ hết buồn chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi phải không? Rồi. Bạn trai tình trường của mình sao? Có mấy mối tình rồi em? Dạ tình trường của em là chắc là con số 0 luôn á chị. Gì? Chưa quen ai hết luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Tất cả mối quan hệ đều em dừng ở mức bạn bè và đồng nghiệp thôi chị. Dạ. Em có mối tình đơn phương nào không? Dạ không. Thực sự là với cái tính cách của em cũng hơi cá tính một chút xíu nên... Chưa có cảm nhận gì về tình yêu với một người khác giới hả? Dạ đúng rồi. Với đồng nghiệp là chỉ là tình đồng nghiệp và tình bạn cũng như vậy anh. Dạ. Có một cảm giác gì với một người phụ nữ nào không? Cũng có, anh cũng có, nhưng mà em lo cho công việc và tương lai của mình hơn. Với lại có nhiều lúc em chưa chuẩn bị được cái tâm lý. Cũng tâm lý là... gì vậy, Nghĩa? Ví dụ như là em không muốn mình yêu một ai đó mà mình không có công việc ổn định, mình không có đủ khả năng chăm sóc lo lắng người ta. Tức là lo sự nghiệp trước đúng không? Dạ, đúng rồi. Bây giờ sự nghiệp ổn định chưa? Dạ giờ là em nghĩ là cũng tương đối ổn định rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cho một người yêu như thế nào? Mẫu người yêu của em thì cũng đơn giản thôi, một người nội hình ưa nhìn và biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Dạ. Cái này cũng dễ mà. Dạ và đặc biệt là phải tự cao một chút xíu. Cao hả? Cao mét mấy? Không không anh, tự cao ấy là cái ngoại hình, tự cao là cao tự nhiên anh. Là tự cao là tính cách, tự cao là ngoại hình. Rồi, dạ. Tự cao ha. Rồi còn gì nữa không Nghĩa? Với lại biết quan tâm chia sẻ với chồng mình cũng như là mọi người thôi. Dạ, đừng có sống kiểu một mình quá. Rồi, bạn nữ. Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì phải cao này, 1m7 trở lên. 1m7 trở lên. Dạ, tại vì 1m7 thì sau này con em sẽ cao. Rồi. Thấp được không em? Dạ thấp thì con nó lùn quá, mất công. Không có đâu. Trời bây giờ nhiều khi từ đất lên tới vai có 1m55 anh em ơi. Dạ. Từ dưới chân lên vai có 1m55 à. Con vẫn cao. Dạ biết đâu được chị, lỡ mai nó vào trong số ít thì sao? Về mẫu bạn trai của em thì phải quan tâm được người khác, đừng có ích kỷ, đừng có vô tâm,
phải có chí hướng của mình, đừng có gia trưởng quá. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, không thích thì không thích, em không thích chơi game. Chơi game? Dạ. Cái đó không có đâu em yên tâm đi, anh cũng rất ghét cái đó luôn á. Còn cái gì không về ngoại hình, có điều gì em? Dạ, ngoại hình thì đừng có đen quá, đừng đen hơn anh Quyền Linh là được. Về đừng, cũng đừng hói. Không hói? Dạ. Ít tóc như anh Quyền Linh thôi. Cũng được. Dạ. Có gì nữa không? Có cái gì khó khăn hơn nữa không? Có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Phải chơi thể thao. Phải chơi thể thao? Có chơi thể thao gì không? Dạ, nếu mà bóng thì em chắc em chơi được bóng chuyền. Dạ. Bóng chuyền? Dạ. Cũng được, cũng dạ. Cao ráo, săn chắc, roi roi nhưng mà nhìn cũng mạnh khỏe. Anh có tập gym không anh? Tập gym à? Nhiều lúc cũng muốn nhưng mà công việc mình chiếm cũng nhiều thời gian lắm. Nên mình... Không, tướng này chưa có gym. Dạ. Không tập gym thì yên tâm rồi. Vậy được. Cái gì? Tại tập gym á, chị sợ sau này gây ẩn thì mất công. Gây ẩn là gây gì? Sau này thì lộ ra. Gây ẩn hả? Dạ. Ý là sao em? Ý là muốn tập gym hay là không muốn? Em nói thẳng thôi. Dạ không. Ý là không muốn đúng không? Dạ. Rồi không tập. Mừng quá hả? Mừng quá hả em? Không, em nghĩ là nói thẳng đi, vòng vo. Ủa sao tập gym là gây ẩn là sao, nãy giờ chưa hiểu cái vụ đó luôn á. Tại chị bây giờ tập gym, con trai tập gym thường hay quen với nhau ở trong phòng gym. À, con trai tập gym là thường quen với nhau trong phòng gym. Trời, cái này một tư tưởng mới để tôi nhét vô đầu tôi coi, trời ơi thiệt. Không hiểu nổi. Rồi sao em đi, chừng nào tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là nếu mà được thì tìm hiểu thật lâu, cỡ 2 năm là được. 2 năm? Dạ, hơn 1 năm. 2 năm được không? Dạ, 2 năm được, 2 năm mới học xong rồi. À, em đang học cái gì nữa? Thiết kế đồ họa. À, đang học 2 năm nữa xong, vậy thôi cũng được. Chị thấy hơi trễ, nhưng bạn này nó được là được rồi. Dạ. Rồi, nhưng mà mình chưa có yêu ai hết rồi, mình có kinh nghiệm gì không? Rất là nhiều kinh nghiệm đúng chị? Kinh nghiệm đâu ra mà thật sự rất... là bạn bè em. Ví dụ như bạn bè em cưới vợ thì nó khó khăn gì đó, mình cũng chia sẻ cho nó. Dạ, nhưng mà khó khăn gì đó là nó khó khăn chia sẻ, nhưng mà còn cái chuyện nói với vợ nó sao em chia sẻ được? Sao em có nhiều lúc gì? Nó cũng tâm sự với mình, mà mình cũng chỉ cho nó. Nói chung em cũng thuộc tiếng người cũng rất là tâm lý. Dạ. Em chỉ gì sao? Ví dụ như nó giận vợ thì mình có thể là mình chỉ nó sao là để nguôi giận đồ. Rồi ví dụ mua quà tặng đồ này kia, mình có thể tư vấn cho nó. Chỉ mấy cái chiêu trò để dạ, nó dạ. Làm gia lan một chút xíu vậy. Dạ. Nhưng mà làm chồng em đâu có chỉ được, biết không? Là sao chị? Biết cách làm chồng không? Cười, tao hỏi thiệt, cười. Thì có thể là trao đổi qua lại chị. Mình đưa nó một cái gì đó nó thích thì nó có thể chỉ lại cái kiến thức cho mình. Ví dụ mình tư vấn cho nó về tặng quà chẳng hạn, hay là bất giận cũng được. Nhưng mà nó phải đưa những cái kiến thức của nó về gia đình, về cuộc sống gia đình của nó. À, nó có dạy em rồi phải không? Dạ, dạy cách làm chồng sao là phải chỉ rồi phải không? Dạ đúng rồi, nhiều lúc ví dụ như vợ nó giận thì nó có thể là như thế nào đó, mà để vợ nó không giận thì nó cũng có nói lại cho mình biết. Dạ. Đó cũng là lý thuyết thôi ha, chứ từ lý thuyết đến thực hành cũng còn xa lắm. Dạ đúng rồi chị, rất xa luôn. Rồi hy vọng là em thực hành được. Rồi bây giờ lấy nhau về lập nghiệp ở đâu? Em nghĩ là công việc của mình nó ổn định ở đâu thì ở đó. Dạ. Có làm dâu không em? Thực sự là không làm dâu. Không làm dâu. Rồi ok, thôi nãy giờ nghe nhiều đó cũng cảm nhận được rồi ha. Dạ. Cái chuyện men hay không thì em tự kiểm tra nha. Rồi. Nha. Dạ. Định qua thăm đàn gái coi sao dạ. Mà qua đi phỏng vấn đàn trai dữ ha. Để xem đàn gái. Dạ. Ô. Trai. Chào em gái. Sao anh? Đàn gái. Dễ thương. Được. Em sao muốn lấy chồng cao hơn dữ vậy? Dạ. Mẹ em nói cao tới mét 7. Mét 7 rồi hả? Nó còn khúc nữa mới được. Nhưng mà dễ thương lắm ha. Không sao đâu. Bây giờ do dinh dưỡng, do môi trường, do rất là nhiều thứ thì con nó cái nó sẽ cao, chứ không phải là do cha mẹ cao là con cao đâu. Ha. Bữa chỗ ông cho anh có ông kia cao 2 mét để con ra cao 1 mét 1 à. Ngộ đừng có lo nha. À, em không thích điều gì, em ghét nhất cái tật xấu người đàn ông là tật gì? Nói nhiều. Dạ. Em thấy anh nãy giờ nói nhiều không? Dạ không, nói vừa. Nói vừa đúng không? Dạ. À, cưới liền được không? Dạ cưới liền hả? À. Cưới liền hỏi ý kiến ba mẹ em nữa. Ủa ba mẹ cho mới chịu hả? Dạ. Ví dụ ba mẹ không cho thì sao? Năn nỉ. Có ba mẹ ở đây không? Dạ có. Có ha. Chúc năn nỉ nha. Được á. Được. Đàn được. Trai chịu à. Rồi.
Rồi vậy bây giờ hỏi ý kiến ba mẹ nha, hỏi ý kiến người thân ha. Rồi dạ cháu xin chào cô chú ạ. Xin chào hai MC xinh đẹp Viền Linh và Cát Tường. Xin chào mọi người trong trường quay, chào cháu. Tôi là mẹ của Trang. Hôm nay là Trang với là cháu đến ngồi ở trên cái đến trường quay này là đã làm cùng một là cái duyên của cháu và Trang. Thì cô cũng mong cha cháu và con của cô tìm hiểu đỡ mình trao nhau đỡ đến đi đến bến bờ hạnh phúc. Điều thứ hai tôi xin thay mặt gia đình xin cảm ơn chương trình Viền Linh và Cát Tường đã cho gia đình chúng tôi đã đến có mặt ngày hôm nay tham dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Một lần nữa tôi xin cảm ơn chương trình. Tôi muốn Viền Linh và Cát Tường hãy chung tay và làm cái chương trình này để dài lâu hơn nữa và có nhiều bổ ích và ý nghĩa hơn nữa. Còn theo má nhận xét cháu trai bên này thì theo má nhận xét thì bị ngồi thì được. Trai thì như vậy là đủ rồi. Còn bên trong thì mà chưa biết được. Còn chuyện giao tiếp thì thấy bạn trai bên này thì cũng rất là vui vẻ. Thì má cũng ok. Thì nếu hai con mà tìm hiểu thì cho một cơ hội để bấm nút để tìm hiểu sâu hơn, đi đến bên bờ hạnh phúc. Cuối cùng cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Vậy là má ok rồi đó. Được rồi, ha. Hai đứa nhắm sao nhắm chứ má ok rồi đó. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, em đi với gia đình của hai người dì. Dạ. Dì ruột á hả? Dạ. Rồi, dì cũng như mẹ ha? Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, xin chào khán giả của trường quay. Riêng về em nhận xét về bệnh em gái bên này thì em thấy cũng dễ thương. Thấy cũng... Ở Khánh Hòa thì mình Quảng Nam mình đi vô thì mình ghé luôn cũng tiện lắm, không có sao soi mấy đâu. Dạ thì thấy cũng dễ thương, cũng ngoan đấy. Về phần Nghĩa thì mình thấy nó cũng rất là hiền, có ngoan, về quan tâm và cũng giúp đỡ nhiều người khác. Chương trình đã đến đây rồi thì mình xin nhấn nút bấm hay là cho nó vui. Trời ơi. Bấm cho nó vui à. Dạ, thấy cũng được. Dạ, em thấy cũng được. Thấy được hai đứa cũng đẹp đôi, dễ thương. Dạ. Dạ rồi xin cảm ơn ạ. Dì kế bên là mẹ là dì luôn hả? Chị kế bên. Dạ hai chị em sinh đôi ạ. Dạ. Dạ hai chị em sinh đôi. Dì có ý kiến gì không? Dì phát biểu vài câu đi dì. Dạ em thấy em thấy bạn gái bên đây thì 24 tuổi nhưng mà tiếc cái tên thì nó hơi nghĩa trang thì thấy nó không được hay lắm. Nhưng mà thấy hai bạn thì là đẹp đôi. Nhưng mà thôi kệ đi, cái tên không quan trọng đâu. Quan trọng là mình về sống với nhau như thế nào. Có đám cưới thì mình kêu ngược lại với người Linh cho nó mời cô dâu chú rể. Dạ đúng rồi. Không phải vậy, không phải em nói. Còn Nghĩa thì thấy Nghĩa thì về Nghĩa thì biết là nấu ăn rất là ngon nè, rồi cũng rất là lo cho gia đình. Dạ. Nên thấy thì mong mà hai đứa bấm nút đi. Dạ. Mai mốt có gì nó về đổi tên từ Nghĩa thành dạ. Nhiều tên Nha chẳng hạn, kêu tên Trang, kêu Nha Trang luôn nó gọn. Thấu kệ đi. Sao Nghĩa nói gì đi Nghĩa? Dạ em có ý kiến là dạ. Dạ. Dù có tên gì đi chăng nữa thì nếu mà Nghĩa Trang thì cũng bình thường, ai rồi cũng phải Nghĩa Trang hết, đi đâu không Nghĩa Trang. Đúng rồi, đi đâu cũng phải về Nghĩa Trang đó, thôi. Thí dụ đám cưới nghe đọc là xin giới thiệu cô dâu chú rể Nghĩa Trang. Trang Nghĩa đi anh. Trang Nghĩa. Trang Nghĩa đi. Không thì dạ. Ở nhà có tên gì khác không? Em tên Nghĩa thôi à. Dạ. Có tên gì khác không? Dạ không. Không có. Có thể tên Tèo, tên Tí đó. Thật sự là không có. Không mà nên dạ. Anh nghĩ này nè, về phong thủy á. Dạ. Thì thôi thí dụ như hai đứa yêu nhau kiếm cái tên nào là lạ, ví dụ gia đình hai bên đặt cái tên là lạ đi, một là đổi tên bên kia, bé Trang tên gì, ở nhà tên gì Trang? Dạ ở nhà tên Bé. Hả? Tên Bé. Ở nhà tên Bé hả? Dạ. Nghĩa Bé. Bé Nghĩa, Nghĩa Bé. Bé Nghĩa, Nghĩa Bé. Rồi hôm nay chúng ta mở rào cho Bé Nghĩa gặp nhau. Rồi kéo rào. Thank you.
lần đầu gặp nhau có món quà này. Dạ, em cảm ơn anh. Con hoa này. Em cảm ơn. Tặng con heo đó làm chi vậy? Dạ, phụ nữ là phải là tay hồn chìa khóa cho gia đình. Em tặng con heo nó thành công như điều đó chị. Em cũng có món quà tặng anh. Cái này là do em bị. Nó vẫn chưa có mặt của chú rể. Dạ, mình vẽ luôn vô ha. Dạ. Vẽ luôn. Đâu được coi. Trời, nghĩ sao vẽ người không có đầu. Trời ơi. Dạ. Đúng là nghĩa trang thì. Bây giờ. Bé bé bé. Bây giờ bé. Bé nhìn cái hình này ha. Nhìn đây, bé vẽ liền vô cho nó phong thủy tốt nha. Vẽ đi bé. Trời ơi, ngồi, ngồi vẽ luôn nha. Ngồi đây, ngồi đây cho bé vẽ. Nghĩ sao mà vẽ để cái đầu không vậy trời, thiệt chứ. Ý nghĩa cũng lạ thiệt. Tại em chưa có biết mặt mũi ảnh ra sao á. Thì ta khoan vẽ, không thấy ông ấy vẽ cái từ cái lưng cái bụng trở xuống thôi. Vẽ rồi gì? Ngồi nhìn coi là nhìn nghĩa vẽ đi bé. Có ba lúng đồng tiền kìa. Không, tóc hai bên nó hơi lém lém lên rồi đó, không. Tóc sừng sừng sừng. Đẹp nha. Ta đẹp trai đó. Nhìn đây nhìn tôi hồi vẽ xấu quắc à. Vẽ chừng nào xong báo nha. Nghĩa bé cũng hợp ha. Bởi tụi nó bé bé vậy ha. Mà bé nghĩa cũng hợp. Trời ơi. Nó cũng dễ thương. Kỳ này về làm buổi chè đó. Xôi chè rồi á. Nhớ nha, nhớ xôi chè, nhớ gửi tặng anh với nha Nghĩa. Dạ dạ. Xong rồi ghi tên bé Nghĩa vô luôn nha. Có giống không? Kiểm tra chút rồi. Dạ dạ. Không chưa? Xong rồi. Giống này trời. Trời ơi. Gì mà. Giống đó anh, em thấy giống mà. Đẹp. Trời ơi. Giống mặt. Không, giống em, giống em, giống em. Nhưng thôi. Dễ thiệt. Không, cái này là giống. Hả? Cái mỏ giống kia kìa. Cái nó màu hồng mà anh hay màu đen tô mình lên là giống đó. Thôi nói chung dễ thương. Đây tặng em nè đó, ghi vô coi. Bé Nghĩa, bé Nghĩa vô coi. Ghi Nghĩa Trang thì cứ ghi này, ghi là Trang Nghĩa nè. Đúng rồi, đây đây lại đọc từ đây qua đây là Trang Nghĩa. Đúng rồi. Vậy muốn viết sao viết đi, tôi không biết phong thủy đó nha. Ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt á. Nữa sau này các bạn xem lại cái hình ảnh này, các bạn sẽ thấy nó ý nghĩa thế nào. Rồi, đó, đem qua tặng bạn luôn. Trang Nghĩa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, hai bạn trò chuyện với nhau đi. Không bao giờ quên món quà này nha. Giờ em đang sinh sống ở đâu? Nghĩa có làm thơ gì tặng bạn gái đó, đọc cho bạn gái nghe đi. Bình Thạnh nè. Nghĩa, đọc thơ bạn gái nghe đi. Bạn có thích thơ không? Có anh. Hôm nay mình có một bài thơ tặng cho bạn luôn. Anh em đi, không có bạn gì đây chứ. Hôm nay đến với chương trình, mong cho hai đứa gọi mình gọi ta, mai sau chung một mái nhà, nhìn đàn con nhỏ của ta lớn dần. Ôi. Chưa chi mà làm thơ cả đàn em con nhỏ rồi. Rồi tâm sự đi hai bạn. À anh thấy em sao? Rất là dễ thương luôn. Mình học bao nhiêu năm nữa mình xong? À em học là 1.5 năm. Có nghĩa là mình học còn 5 năm à? Dạ không, em chỉ học là học học hệ ngoài đại học thôi. Mình vào đây mình sinh sống với ai? Mình ở với ai? Hay là mình ở... ở một mình ạ. Mình ở đó, mình nhà mình á, ấy là nhà mình ở quê á, có gần bến xe hay ga tàu hay là sân bay gì vậy không? Gần biển. Tất nhiên là biển rồi, Nha Trang là biển rồi.
ấy là cái phương tiện đi lại nó có tiện cho mình không? Dạ có, gần xe, nằm ở trên đường quốc lộ 1. À dạ hả? Nhà mình đông anh em không? Dạ, em có hai anh. À, có nghĩa là ba người mình lũ. Mình. Dạ đúng rồi. Mình là ai? Mình là ai? Ai là mình? Dạ anh hỏi tiếp đi. Ví dụ như em có thoải mái khi mà anh có việc anh phải đi làm đêm hay là đi ăn nhậu với bạn bè không? Dạ không, em cái đó em thoải mái lắm, ăn nhậu thì càng tốt, em cũng nhậu được mà. Vậy thì hai buồn hai đứa cùng nhậu cũng được. Dạ đúng, em đang định nói. Nếu mỗi lần hai đứa giận nhau thì làm gì? Tất nhiên là hai người giận nhau thì phải có một người xuống nước trước anh. Dạ, em cũng quan điểm điều đó rõ ràng lắm. Ví dụ em như là anh. Ví dụ như vợ giận thì chồng chớ đi xa, và chồng giận thì vợ chớ lại gần. Còn hai người cùng giận thì phải một người xuống nước, đặc biệt là người chồng. Dạ đúng rồi, vậy là anh sẽ cho xuống nước trước đúng không? Đúng rồi. Dạ được. Nào cũng nói vậy hết. Nói là một chuyện, làm là một chuyện đó không chị? Thì đó. Dạ. Em cứ nói đã làm em chưa biết đó. Bà nghĩ gì về hôn nhân? Nói với nhau nghe đi. Dạ. Em nói đi, nãy giờ nói nhiều rồi. Em thì tại vì vừa mới gặp cho nên em chưa nói gì được nhiều hết. Thì sau này có hy vọng là mình quen nhau thì mình sẽ tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Còn quan điểm của em về hôn nhân, về gia đình thì sống chung với mẹ chồng hay không thì cũng không quan trọng. Chỉ cần hợp với nhau, hợp với mẹ chồng hay là hợp với anh hay là như thế nào đó thì đều ok hết. Thế em không có quan niệm về việc sống hay là không sống chung với mẹ chồng. Dạ, em rất là tốt thôi. Anh có nuôi thú cưng không? Anh có nuôi chó hay mèo không? Em thực sự là em thích nuôi thú hả? Dạ. Anh thì không thích nuôi con gì hết, thích nuôi con vợ không à? Không thích nuôi con gì. Em thấy anh có đưa con heo, chắc anh thích nuôi heo. Không, có nghĩa là nó tượng trưng cho người vợ là tay hồn chìa khóa của gia đình. Vậy anh mua anh tặng thôi chứ bình thường không thích. Nhưng mà quen nuôi rất nhiều. Dạ. Nhưng mà nếu mà em về em nuôi mèo hay em nuôi chó thì có được không? Được, nhà anh cũng nuôi. Nhưng mà có để anh không thích, chăm nó cực lắm. Với lại mình, ví dụ mình nuôi nó mà mình xa nó thì cũng thương nó. Nhà anh nuôi rất là nhiều chó luôn á. Em cũng thích nuôi chó. Người miền Trung là hay quan điểm về con cái lắm á. Ví dụ như là hay bắt đẻ con trai, bằng mọi giá phải có con trai đó. Thôi, hai đứa thỏa thuận coi làm sao. Em chắc chung quan điểm với anh luôn á. Hả? Chắc con gái đầu tiên anh. À vậy à? Có hai đứa quan điểm với con gái dễ thương lắm á. Mà lỡ con trai thì sao? Hả? Bình thường là con của mình thôi mà. Đúng rồi. Anh có xem đá banh không? Có. Anh xem ngoại hạng Anh không? Nói chung trong nước thì anh xem, chứ còn ví dụ thời gian đêm á, có thể là mình tranh thủ để mà mai mình làm việc nên mình không có thời gian mình xem nhiều đâu. Rồi, bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn nào đó đi, để bạn trai cảm nhận. Nhìn em, nhìn thẳng bạn gái hát nha, để xem cảm nhận thế nào. Dạ, em sẽ gửi tặng một đoạn. Mọi người vỗ tay cho em một chút. Thương em anh treo non cao, mùa mây thu mơ tăng phận mình bạc. Thương anh em lội sóng sâu, trôi hương trôi hoa tăng phận nguyện. Con chẳng trừ chi hỡi anh, hôn em ôm em cho nước tranh vinh. Ưu tình là điên khát say, hôn em ôm em sau nát tranh vinh. Hay đó, anh thấy rất hay. Thấy không biết hát sao thấy nhìn say đắm quá. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra lại một lần nữa con tim của mình, kiểm tra tất cả những dòng suy nghĩ nãy giờ hai bạn nói chuyện với nhau. Vui thì có vui đó, kiểm tra xem đây đối với mình như thế nào ha, và mình nói lên những cái điều đó đối với người đối diện. Nghĩ đi bạn nào. Nhìn thẳng vào nhau.
Rồi bạn trai nói trước đi. Anh nghĩ là chúng ta đến đây cũng một cái duyên nên mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau và tiến xa nhau. Câu đó quen rồi. Bây giờ bạn đang nghĩ trong lòng cái gì nãy giờ về người đối diện và mình mong cứ muốn cái gì? Nói thật những gì mình suy nghĩ, không cần những cái câu quen thuộc như thế. Nhìn em là anh thấy rất là thích. Không phải vì cái tên hay là thế nào nhưng mà ngang cách được chúng ta được. Nếu mà cảm nhận về anh tốt thì em nên cho anh cơ hội để tìm hiểu em. Bạn gái có muốn nói gì không? Dạ, em nghĩ em sẽ nói sau. Rồi, không cần nói, quyết định sau như thế đủ rồi. Dạ. Ha. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Để tay vào nút bấm đi chàng trai. Okay. Quyền quyết định bấm nút hay không bấm nút là do các bạn. Chúng ta đã được chương trình tạo cho cái duyên rồi. Cái phần là do các bạn quyết định. Các bạn đã nghe ý kiến của người thân rồi. Bây giờ chính chúng ta phải làm theo mách bảo của con tim. Nút là hẹn hò để tìm hiểu tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Nếu chúng ta không rung động, chúng ta không bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Dạ. Rồi, nắm tay nhau nắm nào. Tay nhau đi nào. Đó. Nói gì với hai bác đi. Xin hai bác cho con hôn em một cái. Chấp nhận đó. Men không? Dạ. Men gì? Men không? Sao em biết men? Mới hôn cái là men gì? Không. Thôi bây giờ ẵm bằng gái lên thử coi nổi không? Nổi gì em nghĩ là ẵm thử coi cái hành động có lãng mạn không? Dứt khoát, dứt điểm mới coi. Ồ. Ờ để xuống cho ngầm vậy. Luyện gì vậy, luyện con heo vậy? Ẵm tôi để xuống làm cái bịch vậy á. Thôi, đây là giữ cái kỷ niệm. Trời ơi, hai đứa. Nhìn mắc cười quá. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Dạ. Cảm ơn anh. Nắm tay đi. Nghĩa. Đây. Dành tặng cho hai bạn đó là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Allen. Một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Một cái thẻ giảm giá 25% gửi tặng các bạn. Đây, quan trọng là cầm giùm bạn ấy cái này, cái rớt nè, để nè. Đây, Hoa. Nắm tay nhau thật chặt nha. Chúc hai bạn dạ. Bỏ đầy ống con heo đó là đám cưới được rồi đó. Dạ. Rồi, chúc mừng rồi. Các bạn. Dạ, khỏe nha, dạ, hạnh dạ. phúc nha. Dạ. Bé Nghĩa. Men nha, men nha. Dạ, dạ. Rồi. Chờ bạn ấy đi nữa kìa. Dễ thương. Cặp đôi này tôi thấy có rất nhiều cái duyên với nhau. Thậm chí cũng đã có một chút phận với nhau rồi. Với cách nhìn của tôi thì tôi nghĩ rằng cặp này có thể sớm gửi thiệp cưới chúng tôi đấy.